220 bán chung 200 luôn đi mối. Ờ, mối hả? Phải mối không? Cái này là bắp đúng không? Bắp. Còn cái này là đùi hả chị? Cái này bắp đùi. Bắp đùi. Bắp gân. Còn bên đây? Cái này là đùi trước có nghĩa. Đùi trước nó bao nhiêu? 180. 180 hả? Thường đó là mình nướng cái này ngon mè. Cái này là gân. Còn cái bên đây là nạc không à? Mấy cái gân gân nó có dai không chị? Cái gì? Nó gân mà nó mềm. Vậy hả? Đâu chị căng cho em cục này thử bao nhiêu ký chị? Ký yếu à hả? Tại nếu mà em quấn nấm em nướng thì cái nào ngon? Quấn nấm hay gì lấy cây bự này nè, nó có bề bản dễ quấn. À, cái này cũng là gân luôn hả? Chị, cái này nó dai lắm nè. Không. Nè nó giống vậy. Vậy mới ngon hả? Ngon lắm lắm. À. Mà bớt đi chứ bà chùa đó lại ăn không nổi đâu. Cắt luôn không? Cắt. Đâu chị bỏ lên cân cho em luôn. Bỏ lên cân thử cho em nhé. Chẳng 3 ký đi. À là em muốn em cái bắp nè. Ai muốn thích ăn gì ăn đó. Chị cắt thêm miếng cho đủ 3 ký đi ha chị. 3 ký là 600 luôn hả? 660 hả? 600 hả? 200... Ờ. Nhưng mà bớt 20 đúng không? Bà chị từ không nhiều đâu. Nướng ăn hao lắm. Thiệt không? Thiệt không? Đâu chị sắc cho em hả? Chị đừng có dụ tụi em nha. Sắc luôn hay gì? Dạ. Tại vì tụi em không biết sắt với lại dao nhà tụi em lục quá, sắt nó sẽ bị dai nhát như vậy. Em không biết sắt thịt bò chị ơi. Em sắt lần nào cũng kỳ lắm, nó dai lắm. Ủa chị chỉ thấy cái đó không có khi nào quên cục thịt của em không? Hồi trải lại nè. Chị ơi nó mỏng nha chị. Bạn thấy không, tay nghề rất là điêu luyện luôn. Chị ơi mua thịt bò quen mốt có tặng bộ dao không? Tặng bộ dao bán tặng em bộ dao giờ, giờ tập sắt thịt đi. Nè gì sáng xuống đây ngồi nè rồi mà sắt luôn. À. Thấy chưa, xíu quên của không, mọi người. Không, xíu nữa là quên rồi thấy không? Tại vì làm mối quen các bạn nên là được khuyến mãi thêm bớt được 20 ngàn. Đó, nếu mà ai thích ăn thịt bò thì ghé đi mua nha. Mới thịt bò nha. Thịt bò nha. Cái thịt bò này ngoài nướng ra làm gì ăn nữa giờ ta được chị? Nướng á? Sao? Như bây giờ người ta nướng nướng ngói gì đó. À nướng thịt bò nướng ngói đúng không? Nhưng mà mình kiếm đâu ra miếng ngói để mình nướng bây giờ? Ê, để tao về tao dở tóc già cho lấy miếng ngói cho nướng. Nướng ngói, nghe nói nướng ngói ngon lắm. Có một lần em nướng ngói rồi á, ăn ngon lắm luôn á. Để ai để chị coi còn mà mẹ ở chị tặng cho. Gỡ mình lấy. Rồi dư nữa nè không? Trả lại mà vẫn dư luôn á. Dư không? Dư. 3 ký rưỡi luôn, hồi nãy có 3 ký 4 ạ. Ủa nhưng mà là tính ra là bây giờ chị căn nhiêu chưa tính tiền nhiêu chứ có phải chị căn nhiêu mà chưa tính tiền lúc đầu đâu. À. Thì đúng rồi, nhiêu tiền đó em trả. Cho em cái bọc nữa đi chị. Cho cái bọc nữa đi chị. Nói thế là tặng thêm. Tặng thêm cục thịt nữa hả? Thiệt không? Là bao nhiêu vậy chị ơi? Là 700 chị. 700 nghìn hả? Tiền quá. Rồi, cảm ơn chị nha. Cảm ơn. Đi thôi. Ờ, các bạn ơi, sau một lúc mình với lại Ngân mua thịt bò xong rồi đó thì có ghé qua đây thấy bạch tuộc với lại mực. Thì, làm gì? Chị, em tính làm nướng hoặc là hấp gừng á chị. Nhưng mà chị coi thử nó có tươi không chị? Hấp gừng phải không? Hấp gừng rồi lấy bạch tuộc này, nó giòn. Dạ. Chị chắc chắn không? Trời ơi, ta ăn đó không đó? Tôi chị ăn đó không? Tươi. Bao nhiêu một ký vậy chị ơi? Chị lấy 130 vô. Mực này 130 hả? Nhưng mà cái này mình có bóp nó bự ra nữa không? Hay là nó ba lớn thôi? Không, nó chị đó. Cái này là chị quấn nó sẵn vậy đó không? Ờ, chị quấn rồi. Cái đó bình thường nó cứu con. Ủa chị, rồi cái này, chị ơi, em thấy cái này nó còn mới, cái này là sao? Không, cái này nó dai, còn cái này 140 nhưng mà tôi lấy 130. Còn cái này? Còn cái này 130, nè lấy này nè. Còn cái này thì sao? Cái đó thì 160. Cái con này to hơn. Cái này ngon nè, cái này 160. Ồ. Chị bằng bì chị mê em miếng rồi sao em thấy con này nó tươi hơn mà chị bảo không? Không, cái này cũng là tuột cái. Còn cái này là đực thôi. Bỏ nữa tôi cũng đực con cái luôn. Thì chắc chắn rồi, con nào cũng phải có vậy mà. Chị nói ngon là ngon mà, ăn là được ghiền liền á. Thôi về là mà trong không ngon là giận á. Rồi ăn cái món hỏi cái còn nữa không nghe. Bóp là bỏ chị đi luôn á. 130 đúng không chị? 130. Bóp nữa đi. Không, 140 bán 130. Cái này là chưa làm không chị? Chưa, mua đi đi làm cho. Căng gừ gửi đó, quên cái đó chưa. Giờ thôi, trời ơi sao mà cứ hút vô hoài vậy? Rồi, mấy ký. Giờ thôi, này là mấy ký chị căng thử coi. 2 ký chứ gì, là lấy 2 ký. 2 ký thôi, 2 ký là 260. Còn mực này thì sao hả chị? Cái đó 240. Còn cái này cũng vậy luôn hả? Giá luôn. Còn con này là mực gì? Cái này là tàu bay 220. Cái gì? Tàu bay hả? Tàu bay. Ờ, nhìn nó giống chiếc tàu sao mà gọi là tàu bay. Có mua cái đó không ạ?
Chị ơi, cái mực này ngon không? Nào. Này nè. Làm đúng môi đó. Cái này cái khác mực này ngon không chị? Ngon, mà nó không được rồi. Cái đó nó hơi mềm. Đúng rồi, cái này thì nó phải mềm. Nó mềm. Nhưng mà em cũng muốn mua một ít cho mấy đứa. Chị ơi, cái này con nào ngon chị lựa giùm em đi chị. Cái nào cũng ngon chứ mà. Thiệt không? Lít bự nhỏ thôi. Tại vì nhưng mà bự kinh nghiệm không có cho lắm. Con này hay ăn. Cái này là còn có nhiều quá chị. Rồi cho chồng còn một ống không anh? Vũ dở ra lấy cho chị. Nghe chị em nói là thấy cái con mắt nó xanh. Nó xanh xanh. Nhưng mà mực này mắt tím liệm. Để chị vô chồng lấy mực mới nha. Thiệt không? Thiệt. Chị bỏ lại. Bỏ lại. Cái này tươi hơn nè. Quá. Wow. Đang ăn ơi, bỏ nó nặng quá. Ôi, cái này nó tươi nè. Không tươi chứ, nó ngon. Cái này ngon nè. Quá, wow, sao mà bỏ vô hoài vậy? Bỏ trở luôn đi. Bạn ơi, đừng bỏ nữa, hết tiền bạn ơi. Nhiều được rồi, cũng còn nè. Con nào ngon? Rồi căng thử ngon. Căng thử coi. Chị phải chị ăn nước kem. Rồi, bao nhiêu đây? 1,5 kg. 2,24 kg hả? Uống con này mà mắc hơn nguyên đống này luôn á. Là bao nhiêu rồi? Bao nhiêu rồi ta? Bao nhiêu tiền rồi? 260 với 360 cộng vô 620 con mà 620 đúng không? Rồi bao nhiêu tiền nữa à? 620. 601 thì sao nhỉ? Thôi kêu là bỏ vô 22 đi. Em bỏ 600 mà chị lấy 600 được không? Thấy nói thiệt luôn á. Còn cái hũ kia đâu rồi? Rồi cảm ơn nha. Dạ cảm ơn. Dạ bữa nay đi trễ. Bữa nay trời mưa sáng. À, các bạn ơi, thì mấy chị em mình đã đem đồ về đến nhà rồi. Hôm nay đi chợ thì mua cái bạch tuộc nè. Chị ăn cái này có ngon không vậy? Không ngon hả? Thật lòng nha. Nói thật lòng. Dạ, nó hợp với chị. Không được ngon. Thấy chưa? Tại nhắn luôn á. Bị bà nó dụ rồi đây. Còn mực này thì sao chị hả? Mực lá, mực ống. Cái này cũng không ngon luôn hả? Bữa sau tụi em giả từ quá luôn. Nói chung là mực cũng được nhưng mà không tươi. Không ngon, không tươi. Không, chắc tại chiều á chị ơi. Chắc tại vì chiều. Nhưng mà em thấy gì cũng chắc cũng với lại hôm nay mưa bão mấy ngày nay người ta cũng đâu có cào nhiều đâu. Vậy là được rồi, vậy thôi cũng hên. Đây, ngoài ra là có cái con này á, cái bà bán, bà nói là con đực. Vậy bà biết này nhiêu ký không? Mấy ký? Bà nói là tụi em rưỡi sẽ sẵn giòn, còn con cái sẽ mềm. Bà còn lựa sẵn trong cái mâm luôn mà. Con nào cũng giòn hết trơn. Con thương là nó giòn. Bà lựa sẵn trong mâm luôn, bà nói tụi em vậy á. Vậy là chắc là thôi, nhưng mà gì tôi thấy cũng ngon rồi đó. Một lát mình nướng thử coi nó làm sao nha. Thì hôm nay mấy chị em đi chợ nè các bạn, thì rất là vui luôn khi mà được sự hỗ trợ của một vị mạnh thường quân. Đó là anh Tùng. Thì xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều vì đã lần thứ hai rồi cho mấy chị em một bữa tiệc thiệt là ngon luôn. Chúc cho anh luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn thành công nha. Bây giờ thì mời anh và các bạn cùng vào đi mà làm chung với mấy chị em tụi mình nha. Hôm nay mưa bão quá trời luôn, chắc tại vậy mà không có hải sản nhiều á. Dạ, cắn nữa nè. Cảm ơn đó là bữa nay về nó ăn lên thùng con đó chị ơi. Dưa leo thôi. Hi. Đó, thường á là làm bạch tuộc là làm gì nè? Thấy lại làm gì á? Ủa gì đó làm sao Cẩm? Gì đó làm sao? Thì cái gì bỏ được là bỏ đó. Tự nhiên cái nói gì đó, ai biết gì đó làm sao? Nắm làm gì hiểu chứ. Ơi. Nắm này thì cuộn chung với thịt bò nướng. Tại em thấy cái món này mấy đứa nó khoái á chị. Với lại cũng lâu rồi mình không có ăn đồ nướng á chị. Dạ. Nay mình nướng. Còn mực với bạch tuộc này thì mình làm cái gì giờ? Chị nghĩ cũng ướp nướng thôi. Chị nghĩ ướp nướng chung. Nướng chung á. Nướng hết luôn hả chị? Nướng vậy là nướng luôn nha. Một món thôi. Ăn trời lạnh này nướng ngon. Ủa chị sao cái này người ta lại kêu là nắm kim châm chị? Tại nó có châm. Tại vì nó nhỏ. Chị em biết sao mà kêu nắm dù nữa. Em có biết gì đâu mà giải thích. Nhờ chị Lý chuyên gia để giải thích mới được. Em chắc cái chị luôn rồi, chị Lý vẫn không biết. Chuyên gia trồng nấm mà không biết. Đúng không? Trồng nấm bầu ngư nữa hay gì á. Trồng nhiều lắm. Nay lên mô hình trồng nhiều rồi. Nữa đi Ngân ơi, cái này đi Ngân. Dạ, đợi chị ba xong cái chị. Tại dạ, chị ba máu luôn mà. Tại chị ba máu không mà. Không có chơi chung với chị ba được. Nghỉ chơi chị đi. Nếu mà không đủ thì mình nướng không mới gian. Mình nướng không nha. Tại còn có bao nhiêu cây nấm, mấy cây kia nó không có được ngon á. Cái gì nữa. Chị thêm miếng đường cho nó ngọt nha nha. Ngọt vừa vừa là chị thấy ngọt quá, tiểu đường chết à. Cái nãy giờ ăn khổ quà rồi, đắng quá. Rồi, rửa ngang xong rồi. Ăn chưa? Rồi.
bớt đường chị ba nãy giờ ăn cũng qua hoài. Ba này thì còn nhiều thôi nha, chân đừng ngọt quá nha. Thôi chị em thấy có mặt ong là được rồi chị. Mặt ong hoặc anh chị ơi. Mặt ong nhưng mà ong giả không nhớ ơi. Đâu có mặt ong thiệt đâu. Đây các bạn ơi, đây là cái bao tay của mình nè, rất là đẹp luôn. Đã, bây giờ mình sẽ ướp thịt bò nha. Rồi được rồi, công thức của mấy chị em mình là một ít sa tế. Chưa em ơi, từ từ em ơi. Để massage cho nó xíu, cho nó mịn màng cái miếng thịt bò mới được. Massage. Tự nhiên cái nó đỏ ha. Rồi, sa tế cho nó có vị cay cay. Còn cái đây, cái này là xá xíu, cho nó có cái màu nè, rồi có cái mùi thơm nè của mình nữa. Ngân có muốn đắp mặt nè không? Không. Này chỉ để dành ướp thịt thì ngon thôi. Này mà chát lên mặt là bỏ luôn á. Làm thơm mấy ngày trời luôn. Bỏ vô, vét tới miếng cuối cùng. Mình sẽ cho tỏi vô. Chị em có cần tỏi bên đây luôn không? Có, bên đây tỏi nhiều hơn bên kia. Rồi. Mình sẽ cho tỏi phi này lên nè, nó mới thơm được. Đó, thế là xong cái phần thịt bò. Phần thịt bò xin thêm miếng xá xíu nữa chị em. Cho cưng miếng nữa. Cho miếng thôi nha, đừng cho nhiều nha. Không cho nhiều đâu. Muốn có cũng không có đâu. Bên đây là xá xíu nhiều hơn. Chị em có nhu cầu đứa tay này qua đây không? Được. Thôi em chịu đâu. Giờ chị năn nỉ em đi thì em chọn, còn không thì chị tự chọn đi. Mấy ai cũng có cái bao tay giống em đâu nha. Thôi chị em mình lên chị ơi. Qua bên kia hung nó qua nãy né qua đây cũng dính vô thao à. Đâu cậu hơi năn nỉ. Thôi này tự buộc luôn hả chị? Nó rất là giòn luôn á. Không em nhậm trước một giùm á. Tuy hồi nãy nha, xin lỗi chị bán mực nha. Cũng ngon lắm á. Bây giờ nó mới thơm nè. Giờ nó mới ngon nha. Chắc nãy mình chưa bắt đường nên nó chưa giòn. Nãy giờ có công đoạn này là thấy nhà mình vui nhất nè mọi người. Ai cũng có việc để làm hết. Hả? Sửa lại. Vậy mà món này ai cũng khoái. Món này dễ ăn. Dễ ăn. Miếng nào to quá mấy đứa bỏ lại mình nướng sao mấy đứa. Để không thêm một hồi nó quắn vô rồi mình ăn không nổi. Thôi chỉ thấy miếng nào cũng to. Nãy gì ăn cưng. Thơm ha. Thơm. Tại có xát xíu á chị. Cái nó thơm. Chị ba, cái nó thơm. Ủa nghĩ cũng ngộ ha. Hồi nãy lúc mà trộn thịt đó thì mình đeo bao tay ha. Rồi xong rồi tới lúc quắn á, xong cái mình tay không ha. Dữ rồi. Tại nãy trộn mình dùng bao tay cho nó sạch sẽ. Giờ là lên chảo nha, xiên sắp xếp lại cho nó đẹp xiên ơi. Ai bỏ cái đây đây. Ở ngoài đó, đó mực heo mực, còn mực tuột heo bạch tuột nha. Còn bên kia thì nướng bò. Ngon quá. Đẩy mực bánh chị chở lại nha, này hãy chưa chưa gì mà đã đây quắn rồi đó, tại mình dùng than nhiều quá nên làm cũng nhanh lắm. Ôi cái mùi, cái mùi hương ngay. Để thêm thịt đó, cái dĩa thịt hồi nãy của chị đâu rồi ta? Chị để đâu nãy, chị đưa ai đưa bưng lên hình như lần xiên hết vậy. Rồi nướng mà cách sao mà nó ruột thịt hết rồi. Giờ này là thịt với kim chi gì này nó tụt hết rồi. Do ăn ở thôi cưng à, ăn ở sao một đống thịt bò ba đứa nướng, bên đây nè có nhiều này năm đứa nướng. Gần xong rồi, sắp được rồi chị ơi, sắp được rồi. Mình nướng như nào xong cái lát mình để lên lại một lần nữa cho nó nóng. Nóng lại. Dạ. Lúc mà than nó tàn rồi đó. Cái rau này nó rớt xuống. Mấy bé chăm mấy bé rớt lung tung. Lung tung. Cái lúc quắn thì nó đẹp đẽ lắm nha. Xong rồi tới hồi nướng trời ơi, nó xúc sổ đổ tháo. Cái dọc này chở nó được rồi đó. Tay ra coi.
À, bây giờ thì mấy chị em mình đã nướng xong hết rồi, trời cũng gần sập tối rồi, thì có ba mẹ của chị An qua ăn cùng nữa. Thì một lần nữa nhóm phụ nữ miền Tây xin chân thành cảm ơn anh Tùng rất là nhiều. Thì chắc bây giờ là anh với lại các bạn cũng đói hết rồi đúng không? Thì mời mọi người cùng nhập tiệc với mấy chị em tụi mình nha. Rồi bây giờ mình ăn thôi. Thắm hỏi luôn, vừa hỏi vừa ăn nha. Ba mẹ tự nhiên nha ba mẹ. Nhìn như người lông xiên. Thôi cho ba mẹ gắp với nhau đi ha. Nấm. Nấm. Chị sẽ ăn nấm trước. Chị cắt nha. Đó. Ba mẹ có cần con cắt ra không? Bây giờ ngon quá đi. Cay quá, cay quá. Đây, cơm thế nào? Cay lắm rồi cả. Mấy trái ớt nha. Dạ, mấy trái ớt dạ. Dạ xương xương có ba trái nha. Xương xương ba trái. Ba trái ớt cái nhỏ mà chị. Ba mẹ ăn được không? Ăn nước chấm được không? Nước chấm rồi. Ý không có nước chấm bên kia hả? Dạ. Bởi vì không nghe ba chị nói là mặn thấy vậy. Mặn quá. Bên kia sao rồi? Bò vừa ăn. Rồi, giỏi đi chị. Ba miếng thì cầm đi. Chính rồi. Chọc dạ. Em nữa đó. Mình sẽ ăn cái gì đây ta? Cái rau ngon. Em sẽ ăn cái miếng bò này. Chín hết rồi. Ăn đi ngay. Nóng quá. Nóng quá nó chín nè. Cái gì? Nhưng mà nóng như vậy thì mới ngon. Nóng mới ngon. Hình như nó chấm ít hay gì đó. Nó chấm ít. Giòn ghê luôn á. Giòn. Vậy là đúng phải không chị? Ừ. Đúng rồi. Dạ chị gắp cho. To đùng luôn. Cắn cái này á mình phải kẹp với lại rau nó mới ngon. Chín dưa leo nè chứ. Ê, xào với chín cay quá. Ừ, ngon. Ba thấy không ba? Chị lấy cái gỗ rau chín dưa. Cái gỗ rau đó, cái chỗ đó nó chín sẽ dễ. Ba dễ lấy nữa rồi không? Con mình tuột nó giòn. Vừa ăn. Chị thấy có miếng cay. Miếng đầu cay vậy em hết cay. Ngon quá. Ướp nhựa ăn ha. Ướp dạ. Còn với chỗ bát chín. Dạ, ba, bà xích vô được không ba? Ba đưa nước hao cho con đi. Được rồi. Ba xích vô. Ba xích vô đi dễ lắm. Wow. Quay nước cơm. Tập đoàn nhí sao rồi? Không nghe tiếng tâm gì hết. Trời ơi, bây giờ là hải sản với trời mà. Đang tập trung. Có thịt bò không mấy đứa? Có đó. Để lên nướng nha. Để lên cho mấy đứa phía sau ăn cho miếng nha. Không tới. Dưa leo hình như em có, em nhớ còn dưa leo trái mà. Dưa leo nhiều lắm luôn á. Tới không ba? Ngon lắm. Ngon quá. Còn thịt bò trong cái miếng salad. Dưa ăn không mẹ? Yeah. Ngon lắm. Ngon chấm tới không? Dạ được. Anh thích ông đâu em? Thật tụt ăn nướng cho nó ngon hơn mực. Yeah. Mực nó sẽ mềm hơn đúng không chị? Nhưng mà mực này nó lại mất hơn bạch tụt. Một con lớn. Thông thường em thấy mấy cái này nè. Người ta hay đem hấp gừng á. Ngon không? Thì ăn luôn không? Nướng thì hơi cứng. Nấm nó gụng rời cho ngon ơi. Rồi nó gớt nghe lợp đợp. Mẹ chắc mua bé thịt bò nó mừng quá hả? Cô ấy nói là mới đem ra. Ừ, cô ấy mừng nữa. Tại lâu rồi mình không có mua, mình không có ăn thịt bò. Bữa mình đi chợ nó kêu quá trời. Kéo rồi mấy đứa.
Ngồi cục thịt bò này nó đen hui luôn rồi. Thơm. Cho nó là một tí nữa. Ở trong nó chưa có chín. Ngon quá. Bác chín bị cay hả? Nè. Tại mẹ chấm đầu tiên mà nó bị ha. Từ từ cái nó bớt quen mùi. Nó sẽ quen. Quen cái mùi và sau đó là sẽ ăn cay giỏi lên luôn. Còn không hay cào đâu. Nó mắc luôn. Nghe nó sơ sơ có ba trái rồi. Cũng không có nhiều lắm. Đó là với mấy người ăn cay được. Ngon quá đi, sao bên kia im gu vậy ta? Đang tập trung. Bên kia bạch tuộc quá nhiều. Cho tôi miếng bạch tuộc đi. Cho xanh miếng đi. Cái chơi gì công đâu. Ngon quá. Ủa mình xin thiệt lòng mà ta. Mấy đứa ơi, chị xin thiệt lòng á. Sao là hấp dẫn. Ngon không Tây? Ngon hả? Hôm nay không có tôm cho Tây rồi. Tại nay Tây cũng không ăn tôm được. Thịt bò còn quá trời đúng không chị? Thịt bò nhiều. Nhiều. Ơi, đợi chị xíu. Này của ai à? Cơm đó. Cơm đi, cơm đi. Có ăn cơm không? Nè, cục vàng. Nhiều, nhiều mới chịu à. Vậy mà nấu có nhiêu cơm hả? Dạ. Vì là tại vì cơm mà nấu nhiều quá là đồ ăn sẽ không ăn hết. Giờ cũng bánh chín. Nên là mình nấu ít cơm lại một chút á. Nên mẹ mở kéo rồi nha. Kéo qua mấy đứa kìa. Giờ kéo lên cho ba chín mấy đứa rồi. Kéo nha. Rồi mọi người hôm nay ăn có ngon không? Thích không? Thì hôm nay mấy chị em với lại bác chính ăn rất là ngon luôn. Xin chân thành cảm ơn anh rất là nhiều nha anh Tùng. Thì bây giờ là mấy chị em tiếp tục ăn đây. Xin chào tạm biệt anh và mọi người nha. Bye bye. Nhớ lại đăng ký nha.